thực sự là Hằng rất ít khi mà nhận lời để mà Q&A những cái talk show như thế này. Nhưng mà vì cái nội dung của chương trình là nuôi dạy con thành tài, nó tạo cho Hằng một cái cảm hứng rất là thích thú và rất là kiểu cảm thấy thú vị về cái nội dung đó. Hằng rất là mong là sẽ có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm thực tế trong cái việc nuôi dạy con, rồi những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của Hằng khi mà nuôi dạy con cái, nhất là ở trong cái vị trí là một người mẹ có 5 người con. Rất là vui vì mình đã có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái câu chuyện trong cái việc nuôi dạy con cái của mình, và các bố mẹ đón nhận rất là nhiệt tình. Những cái tràng pháo tay của khán giả và những cái sự ủng hộ của mọi người cũng khiến cho Hằng cảm thấy là hôm nay mình đã tạo ra được những cái giá trị cho cộng đồng, và mong là các bố mẹ sẽ tham gia những cái Parent Summit tiếp theo với cái câu hỏi, những cái bài chia sẻ khác của Hằng.